Hôm qua thì Duy có xem một clip chia sẻ của một bạn chuyên kinh doanh xe bán tải đã qua sử dụng. Bạn ấy chia sẻ là kiểm tra xe đã qua sử dụng có chở hàng nhiều hay không, thì hãy xem cái phần thùng hàng này nè, xem có bị trầy xước hay không. Thì hôm nay bên Duy cũng có một xe bán tải và Duy ghi hình gửi đến các anh chị luôn ha. Cái xe bán tải bên em hiện đang có thì cũng thùng thì cũng còn rất là đẹp ạ. Và cái phần nhíp xe nữa nè anh chị, phần nhíp xe thì đinh tán zin theo xe vẫn còn đẹp lắm anh chị nha, chưa có bị tháo, chưa có bị mới mớp méo gì cả, gầm bệ vẫn còn sạch sẽ sáng bóng luôn nè, xương xe vẫn còn zin nguyên bản, rất là đẹp luôn chị nha. Và chiếc Hilux mà bên em hiện đang có là sản xuất 2021, chạy được 67.000 km anh chị, lớp theo xe thì vẫn còn dày cộm luôn anh chị nha. Và những cái chi tiết phụ kiện theo lên thêm á, anh chủ xe vào đầy đủ cho mình rồi. Ghế da xịn nè chị, ghế da màu nâu da bò rất là đẹp luôn chị nha. Trần thì vẫn là trần zin, có sẵn lót sàn simili, phim cách nhiệt, màn hình Android và camera hành trình rồi. Xe này anh chị lấy về không cần làm gì thêm nữa. Vô lăng củ số đều còn rất là đẹp. Xe này chạy chuẩn 67.000, không quay tua anh chị nha. Có sẵn camera hành trình luôn rồi nè. Củ số vẫn còn rất là mới luôn. Tầm tiền cho em này thì bên em hiện đang chào bán là loanh quanh 600 anh chị. Anh chị nào mà đang quan tâm đến một mẫu xe Hilux với tiêu chí là xe đẹp không lỗi để sử dụng lâu dài thì hãy qua bên em lấy chiếc xe này về sử dụng anh chị nha. Thì cam kết các anh chị khi mà xem xe trực tiếp sẽ ưng ý ngay, có một mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Anh chị quan tâm thì liên hệ với Duy, xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chào Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi anh chị nha.